Hello các bạn ha. Thì hôm nay mình có gắn cái gấp phay này để cho cái chiếc xe rim lùn này các bạn. Thì loại rim lùn này đó, nó gắn gấp phay này á, thì các bạn mua là phải mua gấp quay, quay thì nó gắn mới ăn. Còn này là khách khách là mua gấp gấp này là gấp Sirius. Tại vì khách gắn cặp phuộc sau á, cặp phuộc sau là cặp phuộc Sirius luôn. Cho nên cái bát nó dày. Như các bạn này mua con quay gắn vô rất dễ, nhưng mà mua cái thằng Sirius này nó gắn vô rồi các bạn phải cần canh mấy mấy thứ nữa mới được đó. Cái gấp này nè, là khi mình mua gấp này là gấp Sirius thì mình gắn vô cái lồng này nè. Cái lồng này thì nó sẽ hẹp hơn cái lồng quay, nó hẹp hơn cái lồng quay, cho nên mình đút vô nó bị không vô này, thấy không? Nó cái phần bắt cốt này á, nó hơi dài ra. Thì mình đo rồi là cái lồng này á, nó hẹp hơn cái lồng quay là 1 phân. Cho nên mình sẽ có hai cách để mình cho vô được. Một là mình cắt bớt thằng này. Hai là mình sẽ cắt thằng này. Nhưng mà mình sẽ lựa là cái phương pháp thứ hai, vì phương pháp cắt cái này á thì trong cái khi mình cắt nó sẽ sinh sinh nhiệt, thì nó sẽ nóng ra, nó sẽ bị hư cái ắc trong đây. Vì cái ắc trong đây phía ngoài là bằng thép sắt á, còn phía trong nó bằng cao su, cho nên nếu nó nóng lên thì nó sẽ chảy cao su ra, thì nó sẽ nó sẽ làm cái ắc này nó hư. Cho nên mình sẽ cắt cái phần trong sườn chia ra 1 phân, thì mình chia bên đây nửa phân và chia bên kia nửa phân. Mình cắt của thằng quay mình nó thì cốt này là quay Trung Quốc ha, cốt này thì nó sẽ là 10 ly, còn thằng này là thằng Sirius thì cốt này nó sẽ là 12 ly. Nhưng mà cái phần ở trong đây nè, cái phần ở trong mà mình bắt cái cốt qua thì phần này nó chỉ có 10 ly thôi. Nếu mình đúc đúc cái cốt 10 ly qua thì phần này nó sẽ lỏng, nó sẽ rung rơ nè, rung rơ nè, thấy không nè, ổng le nè, thấy không? Kỳ cốt của nó có riêng, nó nguyên bản nó là chỉ 10 ly thôi. Cho nên các bạn phải mua cho mình cái này nè. Thì cái này là cái agro thì có cái ắc cũng được đó. Cái này là cái cốt này là nó 12 ly, thì mình cái agro nè mình sẽ đút vô đó, đút vô nó 10 ly thì nó sẽ vừa với cái cốt của mình đó, thấy không? Nếu các bạn mà không gắn cái gấp này vô, mà không gắn cái agro vô á, thì khi mình bắt lại á, mình siết cứng lại thì cái này nó lỏng như nè, nó lỏng như vậy thì các bạn chạy nó sẽ đảo, nó sẽ đảo cái bánh lắm ha. Cho nên là hãy gắn cái gấp Sirius vô đây á, thì bắt buộc là phải gắn cái này ha, phải cắt này mới được ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt cái bát đó, rồi mình sẽ hạo vô thử cho các bạn xem thử coi nó độ chính xác nó ok không ha. Rồi giờ mình sẽ cắt cái này trước ha. Bạn ơi, mình hai bên là mình cắt mỗi bên bao nhiêu đây nè, hai bên là mình cắt mỗi bên bao nhiêu đây á, là đút vô nó vừa luôn bạn nè, thấy không? Vừa khít luôn ha. Giờ mình chọn thử cái cốt qua ha. Đó, mình chọn cái cốt qua. Nếu hả mình cái này cái đầu ắc này là 12 ly mà mình chọn cốt qua 10 ly á, mà mình không có sử dụng cái này thì các bạn coi đậu lắc đó nè, thấy chưa? Bạn nhìn thấy cái đậu lắc không? Đó, thấy chưa? Đậu lắc đó nè. Thì như cái này mình siết ốc cứng lại thì nó cũng sẽ hết, nhưng mà nó hết hết nhưng mà nó hết là có nghĩa là khi mình chạy dây sơn nó giật vài lần là nó sẽ lỏng vậy nữa, tại vì cái lỗ này nó hơi bự quá.
Bây giờ mình sẽ đút thử cái ắc này vô rồi mình sẽ thử đậu lắc nó nhiều không em. Mình đút vô rồi ha, bây giờ mình sẽ lắc thử ăn nè. À, đậu lắc nó cũng có nhưng mà rất ít. Này là mình siết lại là nó sẽ là hết luôn, 100%. Rồi video của mình đến đây kết thúc ha. Thì để thay được cái gấp file vô chiếc xe rim lùn này, nhưng mà đặc biệt là mình gấp xe rút vô, các bạn phải cắt cho mình cái hai này. Và các bạn mua cái ắc là gắn vô ok. Còn nếu hả mình làm không có đúng bài bản vậy á thì mình chạy không có ắc này nè, mình chạy nó sẽ quơ dữ lắm em. Rồi các bạn mà thấy thích video mình, các bạn nhớ cho mình một like ha, đồng thời đăng ký kênh để mình ủng hộ mình ra video mới sẽ hay hơn. Thôi mình chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.